Xe đẩy liệu có chịu được vật nặng như lời đồn? Anh chị nào sợ xe mỏng, không chứa được nhiều đồ thì hãy xem hết video này nha. Để tiếp tục series review, hôm nay sẽ là một em xe đẩy đa năng 3 ngăn màu vàng và hộp kéo đến từ thương hiệu Fabina. Sản phẩm dễ dàng lắp ráp, bên cạnh màu vàng còn có các màu khác cho mọi người lựa chọn. Thân xe và tay cầm được bao cong tạo sự tinh tế cho sản phẩm và giảm tác động khi có va chạm vào các đồ vật khác. Có bánh xe di chuyển linh động, chịu tải lên đến 150kg có khóa an toàn. Bây giờ em sẽ cho mọi người thấy độ chịu tải và sự chắc chắn của bánh xe như thế nào nha. Bánh xe được thiết kế khóa an toàn nên sau khi khóa, xe đẩy sẽ không còn bị trơn trượt và an toàn cho người sử dụng. Xe đẩy làm bằng thép dày loại một đồng dạng, được sơn tĩnh điện theo công nghệ cao, độ bền lớp phủ lên đến 10 năm. Đây là loại sơn tĩnh điện đặc biệt, không chì và đảm bảo được sự an toàn cho sức khỏe. Xe đẩy có chiều ngang 72cm, chiều sâu 43cm và chiều cao 78cm. Tải trọng lên đến 150kg, các tầng có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên hông các tầng đều có lỗ cho dụng cụ rất tiện ích. Điểm đặc biệt mới lạ ở đây chính là vách lưới mini ở hai bên hông với kích thước 392x178mm và được thiết kế nhiều lỗ và rãnh như thế này thì chúng không thua khác gì một vách lưới to thông thường. Tuy nhỏ nhưng mà công dụng vẫn rất tuyệt vời, móc được rất nhiều các dụng cụ khác mà không gây sự vướng víu nào. Đặc biệt, sản phẩm này còn được thiết kế thêm hộp kéo có ổ khóa để tối ưu cho việc cất giữ sản phẩm khi cần thiết, và chiều cao hộp kéo lên đến 7cm, ray trượt bi 3 tầng cao cấp với chu kỳ đóng mở lên đến 75.000 lần. Quà tặng kèm theo xe đẩy sẽ gồm 3 tấm lót kích thước như thế này, thích với mỗi tầng xe. Tấm lót sẽ giúp cho khi mình bỏ đồ nghề lên không có bị chảy xước. Kèm theo đó là 5 móc treo dùng để treo dụng cụ. Với những tính năng như vậy thì xe đẩy xứng đáng trở thành một vật dụng mang lại tiện ích và sự ngăn nắp cho không gian của bạn. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận được các ưu đãi từ Fabina, liên hệ số hotline và để lại số điện thoại dưới bình luận để chúng tôi có thể hỗ trợ sớm đến mọi người. Fabina luôn mang các sản phẩm tốt nhất đến mọi nhà. Xin cảm ơn và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.